Chào các bạn, chúng ta tiếp tục bước sang bài thứ 3 của chương trình Bodymark cơ bản. Trong bài tập này, chúng ta sẽ làm việc với những cái lệnh thuộc về shape và shape đa hộp. Bài tập đầu tiên trong nhóm này thì cũng khá đơn giản, đó là một cái viên gạch ống. Trong bài này, chủ yếu là chúng ta sẽ biết cách kết hợp các cái shape tiếp diện lại với nhau và sử dụng các cái thuật toán Boolean để trừ bớt, cộng trừ bớt các cái phần giao nhau. Và sau đó chúng ta sẽ tạo một cái hiệu ứng, một cái lệnh tạo khối, đó là extrude. Được chưa? Sau đó chúng ta tô màu thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành. Vì tôi muốn viên gạch ống của mình nó nằm, chứ không phải là một cái viên gạch ống đứng, cho nên tôi sẽ vẽ trong vùng nhìn Fronts. Tôi sẽ dùng cái chức năng là Create Shape và chọn chức năng là Rectangle, vẽ ra một cái hình dáng cái đầu của viên gạch ống. Tôi cho cái rectangle này có một kích thước cụ thể luôn, đó là khoảng 50-70, được chưa? Và tôi đưa đối tượng này về tâm tọa độ. Các bạn nên tập nó thành một cái thói quen khi mà chúng ta mới vẽ đối tượng đầu tiên trên cái vùng nhìn. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ các hình chữ nhật và để khoét bốn cạnh của viên gạch. Để khoét bốn cái cạnh này. Đó, thay vì một cái viên gạch ống mà nó đầy như thế này, thì chúng ta sẽ cho nó những cái cạnh, những cái đường, các cái đường rãnh ở đây. Chúng ta chỉ giống hàng theo trục ít này thôi. Và chúng ta sẽ copy sang các cái bên còn lại. Chúng ta sẽ xác định cái độ nông sâu của viên gạch bằng cách là các bạn di chuyển nó vào bên trong, và chúng ta muốn là cái rãnh này sâu thì cái đối tượng này sẽ đi vào bên trong nhiều, phải không ạ? Và tương tự như vậy thì tôi sẽ copy cho hai cái bên còn lại. Khi mà tôi copy qua đây thì tôi cũng phải giống hàng lại theo trục Y. Sau khi bốn đối tượng của chúng ta đã nằm đúng vị trí thì chúng ta sẽ làm thao tác như sau. Cả bốn đối tượng, năm đối tượng này đều là những đối tượng nguyên sinh, tức là những đối tượng được vẽ ra không phải bằng công cụ line, đều là những đối tượng vẽ ra lần đầu tiên. Cho nên chúng ta sẽ gán một, chọn một đối tượng trong nhóm này và chúng ta sẽ gán một cái lệnh là edit spline, Khi mà gán ở display để truy cập đối tượng thứ cấp của đối tượng này, và lúc này thì các bạn mới thấy được các cái lệnh attack. Ở đây tôi attack tất cả các đối tượng trong nhóm này, cho nên tôi chọn đó là attack multiple, chọn on. Sau đó thì tôi sẽ chọn cấp độ SPline, cấp độ chu tuyến, và chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh đó là boolean. Ở đây tôi sẽ chọn boolean là subtraction, tức là boolean dạng trừ, và kích lệnh boolean lần lượt kích vào các đối tượng trên này để nó khoét thủng những cái phần này, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái viên gạch này nó trống ở cái phần ruột đi, nó có bốn góc, bốn cái khe. Như vậy thì tôi sẽ vẽ vào đây một cái đối tượng làm cái gốc của viên gạch, cái khoảng trống đầu tiên. Và sau đó tôi sẽ copy sang và tiếp tục copy hai cái xuống bên dưới. Rồi, sau khi đối tượng của chúng ta đã cân đối thì một lần nữa chúng ta sẽ sử dụng lệnh attack để kết hợp tất cả các đối tượng này lại với nhau. Và theo quy tắc thì cái phần giao nhau của các đối tượng sẽ bị rỗng, cho nên là các cái phần này giao nhau
bằng chính những cái khoảng hở này. Do đó, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh extrude để đẩy mặt. Đó, chúng ta có thể cho nó kích thước khoảng 120 đơn vị. Và chúng ta đã có được một cái viên gạch. À, màu của viên gạch thì cũng là màu nâu đất. Cho nên chúng ta có thể lấy màu này và render xem thử. Cũng khá đơn giản không ạ? Rồi, chúng ta hoàn tất được bài tập này ở đây.